Dạ đạo tràng còn nghe được con không ạ? Nam mô Bức Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ con hơi bị mất sóng một chút xíu. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhắm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lòng giả ngã. Đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tinh rõ ràng. Thỉnh Ngài thuyên pháp nội đàng từ bi, chúng sanh ngồi tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Dạ sóng con ở bên đây có lúc được có lúc mất, và đạo tràng có nghe con được lại không ạ? À? Nam mô Bức Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ con xin kính thỉnh sư Pháp Tính đăng đàn để giảng dạy cho lớp học bài học của ngày hôm nay bạch sư. Con xin kính thỉnh bàn tay của sư ạ. Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bức Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là nghe rõ sóng của như nghe được khúc đầu và khúc cuối, còn khúc giữa thì không biết nó chạy đâu. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Thanh Tâm. Kính chào đại chúng ở trong rung. Bây giờ ngày hôm nay mỗi lần chúng tôi vào lớp học nguyên như kỳ viên, chúng tôi thấy hơi ngại cái việc có nghĩa là cái buổi sáng lúc nào cũng bận công việc, là chúng tôi đi suốt vào buổi sáng. Hôm nay thì rảnh được một chút xíu, chút nữa ở chùa cũng có việc, chút nữa chư tăng đến cũng đông, chúng tôi cũng ráng tranh thủ. Vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục, với cái bài học mà kệ ngôn số 2, quý ná giá cha su si ki tô, có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ học đến cái phần su si ki tô của cái người tại gia. Lực tại gia đã được khéo rèn luyện, luật của người tại gia đã được khéo rèn luyện. Đó, hôm nay chúng ta học cái chủ đề này. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin lễ bái tam bảo một cách tóm tắt. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Vavantang Abhiva Demi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Subhatibhano Bhagavato Savakasangho Sankhang Namami Lokasak Nathang Varamuttamahang Buddhang Chak Thammang Chak Bhagnamami Sankhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt
xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thanh tâm thường được an lạc. Nam mô Bổn Thầy. À, kính thưa quý vị, luật của người tại gia đã được khéo rèn luyện ở trong cái đời sống tại gia đó, nếu mà nói về luật đó, thì nó rất là khó quý vị, nó rất là khó để mà tu tập. Một người mà muốn giữ giới, một người mà muốn giữ luật rất là khó. Nhưng mà không vì chỗ khó đó mà chúng ta bỏ cuộc. Ở trong cái lời dạy của các vị trưởng lão đó, có nói hai cái điều ở tóm tắt là có hai điều thôi, là cái điều không nên làm và cái điều nên làm. Vậy thì cái điều không nên làm á là cái gì? Hãy cái gì mà nó nằm ở trong 10 cái ác bất thiện nghiệp. 10 cái ác bất thiện nghiệp là chúng ta không nên làm. Vì sao vậy? Vì cái ác bất thiện nghiệp á, nó có cái nét chung. Thí dụ như chúng đó 10 cái ác bất thiện nghiệp á là sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, nói dối nè, nói chia rẽ, nói lời độc ác, vân vân. Có nghĩa là về thân thì 3, khẩu thì 4, ý thì 3, là cộng vô là 10. Thì 10 cái đó nó có cái nét chung. Nó có cái nét chung là thí dụ như là nặng á thì sẽ sanh xuống khổ cảnh. Còn nhẹ đó thì nếu mà có sanh lại làm người á thì sẽ là cái người nó bị khiếm khuyết về cái vấn đề này, về cái vấn đề kia. Thành ra đó 10 cái điều này á là 10 cái điều mà không nên làm của cái người cư sĩ, có nghĩa là của cái người tại gia. Bây giờ dù cho mục đích gì chúng ta cũng đều phải chịu hết quý vị. Ví dụ như giờ mình nói mình làm dâu phải sát sanh, làm dâu phải mằng cá, mằng đi coi như là cái nghiệp của mình thì mình mang thôi. Nếu mà nói về sát sanh á, cái quả mà chín mùi á, cái quả chín mùi mà nó nhẹ đó là quý vị thấy rằng á, nếu mà sanh lại làm người, cái người mà có sát sanh đó quý vị, sanh lại làm người á sẽ là cái người mà có cái yểu thọ, có nghĩa là có cái tuổi thọ nó rất là ngắn. Quý vị thấy rằng như những cái chuyện mà quý vị thấy ở trong kinh mà nói người chờ cũng được. Đi đang giảng bài cũng được, đang giảng bài cũng bớt kèn chạy quay, đang giảng bài cũng bớt kèn quay. Biết lúc này chắc chúng tôi những già rồi quý vị ơi, đang giảng bài cái thằng lo cho ngày giác chánh, cái thằng nó lo thay tả những ngày giác chánh, nó đi mua đồ, đi ngang, nó cứ bóp kèn biết à. Nó hết bóp kèn nó làm ổn biết à, giật mình. Như lúc này chúng tôi thấy yếu tìm già là như sao đó, nên nó khổ vậy đó, cứ làm hoài thằng này. Bữa nào sắm cái súng bắn nó luôn. Rồi chúng tôi nói cái ở trong cái thập ác nghiệp này là chúng ta thấy rằng là coi như là nếu mà mình nói đi nói lại mình thấy khi mà mình phân tích kỹ, thấy không? Ở đây chúng tôi phân tích cho quý vị nghe này. Cái người mà sát sanh á, nghiệp mà sát sanh nhiều á thì sẽ sanh xuống địa ngục. Mà hễ mà nếu mà nhẹ đó mà có được sanh hay làm người á thì chúng ta thấy rằng á là cái người yểu thọ. Mà cái người yểu thọ là người như thế nào quý vị? Có nghĩa là có thể là mình ở trong thai 3-4 tháng, 7-8 ngày đó là mình chết. Hoặc là đến giữa thai kỳ, giữa cái kỳ, thí dụ như giữa cái kỳ của 9 tháng 10 ngày mình chết. Rồi khi mà ra khỏi bào thai mình chết cũng có nữa quý vị.
Quý vị thấy ở trong cái chuyện Pháp Cú Kinh mà nói về cái người vợ lớn, người vợ nhỏ không? Đó, người vợ nhỏ mang thai vài tháng là bị thuốc chết. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình ở trong cái kiếp đó đi, mình ở trong cái bào thai mà ở trong cái kiếp đó là mình ở trong một cái bào thai của một cái vị mà cũng như là một cái người mẹ đức hạnh, là người mẹ có đức độ, thì nếu mà mình mà có chết ở trong đó đó thì nó rất là uổng không quý vị, nó rất là uổng đó. Mà thí dụ như giờ mà mình ở trong cái bào thai của cái người mà thí dụ như là cái người mà quý vị thấy rằng như ngày xưa đó có những cái cô gái giang hồ đó, khi mà mang thai á, quý vị thấy không, cái trường hợp của ngày Khô Sát Cá đó, hãy mang thai mà con mang thai con gái thì để, mà mang thai con trai đem bỏ, đẻ ra đem dục ngoài đống rác. Là tại sao? Tại vì con trai á, bà không có huấn luyện để mà trở thành một kỹ nữ, để mà nối truyền cái nghề nghiệp của bà được, thành ra đẻ ra con trai quăng, quăng ở trên đống rác. Khô Sát Cá đó quý vị, ở trong kinh ngày Khô Sát Cá là bị như vậy đó. Nhưng mà đẻ ra con gái là sẽ, đó là sẽ nuôi để sao sau này truyền cái nghề kỹ nữ lại cho con gái của mình. Thành ra quý vị thấy không, nếu mà chúng ta đó mà có những cái ác bất thiện nghiệp này nè, chúng ta có những ác bất thiện nghiệp này nè, chúng ta gặp rất là nhiều cái trở ngại. Cũng như sẵn ở đây chúng tôi cũng nói cho quý vị nghe, quý vị thấy không, tại sao mà có những người giàu có người ta ít có con cái? Những người giàu có là tại sao mà người ta ít có con cái? Quý vị thấy rằng là những cái chúng sanh á, mà đủ cái phước mà để sanh lại trong một gia đình giàu có á, thì những cái chúng sanh nó hiếm quá, nó hiếm quá. Là tại sao? Tại vì cái người mà ngay trong đời sống hiện tại này nè mà tạo phước á, thì ít quá, mà sát sanh á, thì nhiều. Quý vị bây giờ quý vị đi ra ngoài coi, nó quý vị thấy rằng câu cá giải trí từ ở quốc nội quốc ngoại thì cũng vậy, có nghĩa là quý vị đi đâu cũng thấy rồi người ta còn biện luận, người ta cho rằng đây là những cái thú vui, hoặc là đây là con vật nó phải có cái sự cung phụng này kia vân vân. Đó đã mình phạm vào cái nghiệp sát sanh rồi, mình phạm vào cái nghiệp mà hành hạ chúng sanh khác, mà bây giờ mình còn có cái sự mà mình còn có cái sự biện luận nữa, vì biện luận tại nó là loài cá, nó phải chịu cái vậy, hoặc là đây là cái chuyện mà giải trí vân vân. Đó thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta học ở trong cái học ác nghiệp này thì nói về thân mà có ba, khẩu có bốn, còn ý cũng có ba. Nhưng mà quý vị thấy rằng là thường là do phạm tội do đâu? Do ý và thân, do ý và khẩu, hoặc là do thân khẩu ý luôn, do thân khẩu ý luôn. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với cái nghiệp sát sanh này nè, chúng ta không khéo chúng ta sẽ tạo ra nó rất là nhiều chuyện ở trong cái cuộc đời này. Đó quý vị thấy không, ví dụ như mình giết một cái con, ví dụ như giờ mình giết một con gà mái đi, mà nó có một bầy con thì nó bỏ lại một đàn con, nó bỏ lại một đàn con. Mà ngày hôm nay mình làm vậy, tháng sau mình làm vậy, rồi năm tới mình làm vậy nữa, thì mình tính coi ở trong một đời người của chúng ta, một cái đời người của chúng ta thì chúng ta tạo biết bao nhiêu lần sát sanh. Mà những lần sát sanh đó quý vị thấy rằng là có nhiều khi á, là nó tâm tham hợp với tà kiến, hoặc là tâm sân mà tâm sân hợp với phẫn nộ. Đó chúng ta thấy rằng đất vậy thì ở trong vi diệu pháp nói rằng là một khải móng tay á, có triệu triệu sát na sanh diệt. Vậy thì trong cái lúc mà mình sát sanh như vậy đó thì quý vị thấy rằng là coi như là một, phải nói rằng không phải là triệu triệu nữa mà mấy trăm ngàn tỷ sát na bất thiện. Thành ra đó quý vị thấy ở trong kinh mới nói rằng là cái quả chín mùi á, cái quả chín mùi của người đó đó thì khi mà nếu mà không rơi vào đạo
sanh lại làm người sẽ là cái người mà hiểu thọ đó. Thành ra quý vị thấy rằng nói về cái nghiệp sát sanh á, nó rất là ghê. Và hồi bữa, hồi lúc trước đây á, chúng tôi giải cho quý vị nghe cái tích của một cái vị trưởng giả Khô Sát Cá rồi. Một cái vị trưởng giả Khô Sát Cá rồi. Quý vị thấy rằng do khổ quá mà bỏ đứa con mình chết ở trong rừng. Rồi từ đó trở đi quý vị thấy rằng rơi xuống khổ cảnh. Rơi xuống khổ cảnh rồi khi mà sanh để làm người á, thì lại là cái đứa bé mà bị bỏ. Có nghĩa là bị bỏ, bị người ta lập mưu, người ta giết mình từ hồi mình còn nhỏ lắm. Nhưng mà cuối cùng thì không có thành. Cuối cùng không thành, nhưng mà quý vị thấy rằng là coi như là mình cứ bị hại biết, mình cứ tối ngày là mình cứ bị người ta hại mình, tìm cách cho mình chết biết đó. Thì những cái điều này á, thật ra đó là khi mà chúng ta học về những cái điều này đến chí vì chúng ta biết là đó là những cái quan trái, đó là những cái quan trái, đó là những cái ác nghiệp, đó là những cái ác nghiệp. Vậy thì nói về ở trong những điều mà không nên làm của người cư sĩ tại gia, thì trước tiên là về sát sanh. Trước tiên là về sát sanh. Quý vị thấy rằng đối với sát sanh là coi như là cái tuổi thọ của mình nó rất là yếu, rất là ngắn. Thành ra chúng tôi mong rằng quý vị có cái sự mà để ý đến, quan tâm đến. Thì chúng tôi biết rằng là đối với những cái người, thí dụ như đối với những người mà người ta có cái hoàn cảnh, thí dụ như là tốt ở trong thời nay, thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi là do chúng ta là dân những cái người mà làm ở công sở, làm ở công sở thì mình nghĩ là mình đâu có vướng dấp gì cái chuyện sát sanh. Nhưng mà chúng ta cũng phải có cái sự tác ý, quý vị có cái sự tác ý. Quý vị biết rằng những lúc mà chúng tôi ngồi trên chiếc xe đó, người ta chở đi, cái bữa nào mà chúng tôi tỉnh táo á, có nghĩa là chúng tôi khỏe khoắn á, thì chúng tôi còn nhớ cái câu của các vị hòa thượng có dạy chúng tôi. Khi mà mình ngồi lên chiếc xe đó, mình phải nguyện mong cho không có chúng sanh nào đau khổ do sự lăn bánh của cái chuyến xe này đó. Thì như vậy á, chúng ta mới có cái tâm từ, chúng ta mới có giữ cái nghiệp là không có sát sanh. Dù cho mình biết rằng là mình không có cố ý sát sanh, mình không có cố ý sát sanh, nhưng mà quý vị thấy rằng á, khi mà mình làm một cái điều gì đó, nó cũng có ảnh hưởng, nó cũng có ảnh hưởng. Quý vị thấy ở mình đi đường thường thường á, quý vị thấy không, những con côn trùng hoặc là những con nó lớn hay nó nhỏ gì đó, nó lủi ra đường mình đâu có biết. Thì thật sự ra đó là khi nếu mà chúng ta mà cán nó chết á, chúng ta không có cố ý, cán nó chết, thành ra cái đó chưa có đủ nghiệp sát sanh. Nhưng mà nó cũng còn, nó bị cái gì quý vị, nó bị cái quan trái, nó bị quan trái, quý vị thấy không? Như không biết là quý vị có nhớ ở Việt Nam mà trong những cái ngày lễ hội đình miếu chùa chiền đồ đó, rồi mọi người chen lắng nhau vô xin lọc, đốt nhang đồ này kia, quý vị thấy rằng là cái bà đó bà cầm nhang, bà đâu có cố ý bà chích vô mình, đâu. Nhưng mà lúc đó quý vị thấy rằng là do sơ ý, thành ra mấy cái cây nhang đó nó chỉ vô áo mình luôn. Cái điều mà tôi bị rồi, chúng tôi nhớ ngày xưa khi mà còn nhỏ đó, còn trong cái tuổi học trò thì quý vị biết rằng ham đi chơi, thật sự ra ham đi chơi thôi. Ra mỗi lần mà rằm tháng giêng đó, rằm tháng bảy thì rất là thích đi chùa. Mà những cái lúc đó đi chùa trong cái thời đó quý vị thấy rất là đông, quý vị rất là đông người, thành ra chen lắng á, quý vị biết rằng có lúc đó đó giỏi lắm á, là ở trong một năm đó đó chúng tôi có được một cái áo cháo trắng thôi, giỏi lắm mà có được hai cái thôi. Mà giờ chen đi vô trong chùa bà á, quý vị biết bị mấy cái bà đó bà cầm nhang á, bà chỉ vô một cái lũng rồi, lũng cái áo là tiếc vô cùng, đứng chữ ta, tiếc vô cùng. Hiện giờ một năm chờ mà mình được có hai cái áo trắng
mà mặt đi mà nó chỉ vô cái lủng hết nữa mấy lỗ rồi. À, hỏi quý vị mà sao mà không tức được. Đứng chữ chữ rủa cái nhang nó vô mình không, ta sơ ý nhưng mà mình quán không quán cái quý vị tức quá rồi, tức bà này quá rồi. Thì quý vị thấy rằng mình đi xe ở trên đường cũng vậy, tuy rằng mình không có cán, mình không có cố tâm mình cán cái con đó, nhưng mà do cái con đó là tự nhiên nó nhào ra nó vô bánh xe của mình đó, thì mình cán nó chết. Thì trong cái trường hợp đó quý vị thấy rằng á, mình không phạm tội sát sanh, không có phạm cái nghiệp sát sanh, nhưng mà mình vẫn cái sự mà cột quan cái của chúng sanh đó. Nếu mà chúng sanh đó quý vị thấy rằng thí dụ như giờ đó, thí dụ như chúng ta thấy rằng là mình đang chạy về tự nhiên con chuột nó nhào ra mình cán nó bụp chết, thì nếu mà cái từ cái loài mà bàn sanh á, mà sau khi chết mà tái sanh thành loài Atula, chuyện nó cũng bình thường, chuyện nó cũng bình thường, nhưng mà cái khả năng của phần trăm nó ít thôi đó. Thì quý vị nghĩ đi, đối với cái con đó mà nó vừa bị mình cán chết cái bông cái nó tái sanh thành Atula thì sao đó, thì nó sẽ có cái sự quấy phá mình. Nếu mà nó đủ thần lực nó sẽ quấy phá mình, thành ra cái sự mà sau khi chết mà tái sanh thành cái loài này loài kia đó chúng ta không có biết được, mà chúng ta không có biết được. Nhưng mà chúng ta gọi là cái người Sushikito, có nghĩa là cái người khéo gìn giữ, khéo gìn giữ về giới luật. Thì bằng cách nào? Bằng cách khi mà chúng ta bước lên xe, chúng ta có cái tâm từ mong cho đừng có chúng sanh nào bị đau khổ vì cái sự lăn bánh của chiến xe này đó. Thì chúng ta có cái tâm nguyện như vậy, chúng ta có cái tâm vậy thì cũng tốt rồi đó. Nói về đó là nói về sát sanh rồi. Nói về lấy của không cho, có nghĩa là trộm cắp đó quý vị, trộm cắp cái quả mà chín mùi mà rất là nhẹ mà của cái nghiệp mà lấy của không cho đó, là nếu mà sanh làm người á sẽ sanh làm người nghèo khổ, sanh làm người á sẽ là cái người nghèo khổ nha quý vị. Quý vị biết rằng á, cái điều này á, ở trong lực nói đó, có khi á, mà mình có cái tâm mà mình phá hoại tài sản của người khác, phá hoại tài sản của người khác thì cũng như là mình bị phạm tội, phạm vào cái lực mà lấy của không cho. Quý vị thấy á, anh thờ Đức Phật á, có cái vị tỳ khu đó, thấy con cá nó vướng ở trong cái rọ, thấy con cá nó bị vướng ở trong cái rọ, thì cái vị tỳ khu này đó mới có cái ý như nào, mình phải thả con cá trước khi mà cái người mà đặt cái rọ này đến, đó mình phải thả con cá này trước khi mà ổng đến, để ổng thôi ổng đến ổng biết làm sao đó. Thì khi mà cái vị tỳ khu đó thả con cá nó xong rồi, vị tỳ khu này bị cái tâm gọi là có cái ý trộm cắp, phạm vào cái tội trộm cắp. Khi mà đi đến nói với Đức Phật, Phật nói rằng là do mình có cái tâm đó nên mình phạm vào cái tội trộm cắp. Còn cái vị tỳ khu kia cũng thả con cá ở trong cái rọ, đang quẩy ở trong cái rọ mà không có phạm. Có nghĩa là cái vị tỳ khu đó nhìn thấy con cá nó dướng ở trong cái rọ, dướng trong cái rọ. Thành ra cái vị tỳ khu này với cái tâm từ, với cái tâm bi, thấy nó đang bị đau khổ như vậy, thành ra cái vị này mới lợi tháo cái rọ ra từ từ, để nó chạy ra khỏi được cái rọ đó. Đó, cái rọ bẫy cá đó quý vị. Đó, thành ra quý vị thấy rằng là cái vị tỳ khu đó không có bị phạm, không có bị phạm vào cái tội trộm cắp. Đó, thành ra ở trong cái đời sống này, chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ. Tại vì chúng ta không có chịu hành theo thôi, hoặc là chúng ta không có chịu đọc theo ở trong lực thôi. Thôi, rất là hay quý vị. Một vị tỳ khu thấy con cá dướng trong cái nọ rồi nghĩ, rồi thôi mình làm sao mình đợi mình thả cho sớm sớm, để mà cái ông mà bẫy cá, ông lại ông thấy mất công. Đó, thì cái đó là mình phạm tội. Còn khi mà mình làm với tâm từ, tâm bi, cái vị tỳ khu sau đó
cũng thấy như vậy làm, nhưng mà với tâm từ, với tâm bi, thành ra coi như không có không có bị cái tội trộm cắp. Cái tội trộm cắp quý vị, biết rằng là nó có nhiều cái nó cũng khủng khiếp lắm nha quý vị, có nhiều cái nó cũng khủng khiếp lắm đối với cái người cư sĩ, đối với người cư sĩ. Quý vị biết ở trong kinh nó có kể lại á, một cái nữ nhân mà bị hối đầu, là cái câu chuyện đó là nó bắt đầu từ cái thờ của giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác Ác-xa-bá. Tức là vào một cái thời gian trước á, cái thời kỳ của Đức Phật quá khứ mà tên là Ca-xa-bá, Đức Phật Ca Diếp á quý vị. Quý vị biết rằng là ở cái thành Varanasi đó có một cái cô đó, một cái cô tiểu thư đó nha. Cái cô tiểu thư đó cổ có một cái mái tóc rất là dài, rất đẹp. Vừa dài, vừa đẹp, vừa óng ánh. Thành ra đó, quý vị biết rằng ở trong cái hàng nữ nhân á, ai người ta nhìn người ta cũng ganh tị hết. Ai người ta nhìn người ta cũng ganh tị với cái mái tóc của cô đó hết. Thành ra đó, mấy cái bà nội mà ganh tị á, quý vị biết không? Mấy bà mới cho cái người mà người làm của cô đó đó là một số tiền lớn, bà mới kêu là con á, hãy nghe lời ta cho một số tiền này coi như là con làm xong công, con sẽ được đổi đời, mà cái chuyện này á làm cho ta đó là rất là nhẹ nhàng. Mỗi ngày mà chủ nhân của con tắm, con pha miếng bột này vô. Mỗi ngày mà chủ nhân của con mà gọi đầu á, con pha miếng bột này vô cho ta, chỉ trong vòng 3 ngày đó thôi. Trong 3 ngày đó thôi. Thì quý vị biết không, thật là ác, thật là ác độc. Có nghĩa là trong 3 ngày đó, cái người làm của cô chủ đó, là pha cái chất bột nó vô nước đó cho cái cô đó của gọi đầu. Thì quý vị biết tới ngày thứ tư là cái đầu cổ là nó bóng lón luôn. Nó bóng lón luôn, có nghĩa là cái cô này á, là cái mái tóc của người ta đó, là một cái mái tóc nó dài, nó rất là dài, rất là đẹp. Nó rất là dài, rất là đẹp quý vị. Mà gọi cái chất gọi đó mà chỉ trong vòng có 3 ngày thôi, mà cũng là giống nó bóng lón như cái bóng đèn luôn. Đó thành ra đó quý vị biết rằng cái thời đó người ta có nhiều cái, người ta pha những cái loại thuốc nó rất là ghê, nó rất là ớn, mình làm vô á nó không có bị liền, mà trong vòng mấy ngày mà mình mới bị. Thì lúc đó quý vị biết rằng cô ta đó từ là một cái người mà có cái mái tóc mà giống như là mái tóc mà thời nay mà người ta ca trong những cái bài hát mà mái tóc em Nhung Huyền á, một cái mái tóc rất là đẹp, nhưng mà giờ cái đầu nó giống như cái bóng đèn rồi. Thành ra cô mắc cỡ, cô rất là mặc cảm, cô không có đi vào trong thành nữa, có nghĩa là không có đi vô cái trú xứ của mình nữa đó. Đó, cô mắc cỡ quá, cô không có vô nữa, mà cô phải dọn về ra khỏi một cái như ra cái vùng quen, cái vùng ven ở thành để mà cô sinh sống. Có nghĩa là giống như là cáo quan mà về quê đó, cũng như ngày hôm nay mà mình thấy như vậy rồi mình đi, mình trở về quê của mình sinh sống đó quý vị. Đó, thì khi mà cô trở về ở cái miền quê cô sống đó, thì lúc đó đó cô có cái nghề mà cô làm cái nghề ép dầu, ép những cái hạt dầu mè rồi pha chế với rượu, không biết quý vị còn nghe âm thanh của chúng tôi không, chúng tôi giảng chuyện thiên. Dạ, cảm ơn quý vị. Đó, thành ra lúc đó quý vị biết không, cô đây về quê mà cô ta có cái nghề mà ép cái dầu mè, thành ra cô ép cái dầu mè rồi cô pha với rượu quý vị, rồi cô pha chế thành một cái loại rượu rất là ngon. Thành ra lúc đó đó có một cái nhóm đàn ông á, mà có mấy ông đàn ông là ông uống rượu nhiều lắm, ông uống rượu rất là nhiều. Khi mà mấy ông uống rượu say xưa rồi đó, thì có lần đó đó vì cái sự khổ quá, về vùng quê cô sống khổ quá, thành ra cô mới ăn cắp những cái bộ y phục của người đàn ông đó, mà cô đã trộm cắp cái bộ y của những người đàn ông đó
Rồi đến một thời gian sau, cô buôn bán cô cũng có tiền, do cái sự mà buôn bán cái dầu mè mà pha chế với rượu này cô cũng có tiền. Rồi cô mới làm những cái chiếc bánh rất là ngon mà bằng những cái hạt mè để mà cô dường cho chư tăng. Thì trong chư tăng đó là toàn là những cái bậc thánh lậu tận, ngà có nghĩa là toàn là thánh nhân. Thành ra đó cái quả báo của cô rất là lớn, mà quý vị biết rồi, quả báo cô khi mà cô dường đó, cô được cái phước rất là lớn. Mà quý vị biết không, cô được cái phước đó cô nguyện cái gì quý vị biết không? Nguyện sanh ra với cái mái tóc đẹp như trước đây mình đã có. Có nghĩa là cái cô này là coi như là cổ bị luyến ái với cái mái tóc nha quý vị, luyến ái với cái mái tóc đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng cổ nguyện như vậy là khi mà cổ cúng dường cái bánh mè đó đó là cho chư tăng rồi, cổ cũng nguyện như vậy đó. Thì trải qua một cái thời gian sau này quý vị biết rằng là cổ cũng được như ý nguyện, cũng được như ý nguyện. Có nghĩa là sau khi thân ngoại mạng chung, có nghĩa là sau khi cổ chết đó, sau khi cổ chết đó thì cổ sanh làm một cái loài ma, một cái loài mà ngã quỷ đó quý vị. Cổ sanh làm một cái loài ngã quỷ mà cổ có một cái mái tóc đó, nó đẹp. Cái mái tóc đó ở trong kinh đó, mô tả rất là đẹp, đến nỗi mà cái mái tóc dài này đó mà bao phủ ở trên người của cổ luôn. Và cổ được ở trong một cái tòa lâu đài, cổ được ở trong một cái tòa lâu đài rất là cũng như rất là lộng lẫy, rất là đẹp đó. Nhưng mà khổ cái là không có y phục thôi, không có y phục để mà che trên người. Có nghĩa là do cái ác nghiệp ở trong quá khứ nó sanh lên, nó làm cho cô không có y phục đó. Rồi do cái thiện nghiệp của cô á, cô cúng dường cái bánh mè đó, cái bánh mà được làm ép từ dầu mè đó và hạt mè đó đó, mà cô ta cúng dường cho các vị thánh tăng á, mà cô ta thứ nhất là có lâu đài, có được lâu đài. Thứ hai là có mái tóc rất là đẹp, do cái ước nguyện của cô đó. Thì quý vị thấy rằng ban ngày đó là coi như là cô á là được sống ở trong tòa lâu đài đó với cái mái tóc đẹp ống ả như vậy. Nhưng mà đêm đến á thì do cái nghiệp mà trộm cắp y phục á, nó nung nấu cô làm chết, nó nung nấu khó chịu đến nỗi mà phải chết. Rồi đến sáng á, thì sanh lại làm người đó. Dạ, xin lỗi, đến sáng á, sanh làm cái loài bê tá, sanh làm cái loài ngã quỷ vị, mà cũng ở trong cái cung điện đó luôn. Có nghĩa là ở trong kinh nói là từ sáng đến chiều tối là cô ta bị hành hạ bởi cái nghiệp trộm cắp đó, thành ra cuối cùng chết. Cuối cùng cô ta chết, rồi cũng sáng mai cũng sanh lại làm cái loài ngã quỷ như vậy đó. Thành ra cái chỗ này nữa, cái chỗ này để chúng tôi nghe để mà mình biết mà có nhiều khi quý vị ở xa mà không có chư tăng, nhiều khi mình ở xa mình không có chư tăng, mình phải thực hiện. Thì một ngày kia đó quý vị biết rằng là có cái chuyến thuyền người ta đi buôn á, bị bão lớn nó đánh dạt vô bờ, nó đánh dạt hòn đảo đó. Thì khi mà vô cái hòn đảo đó đó thì cổ mới đứng cũng kêu lại đây nè, lại đây để né bão nè, các ngươi hãy để né bão. Thì quý vị biết rằng cái đoàn thương buôn đó người ta nhìn vô, người ta thấy cô này đẹp quá, cái người này đẹp quá, mà tại sao mà cô không có ra, cũng như là không có ra gặp mình. Thì người ta đòi cũng như là vô trong đó để mà gặp cô. Thì cô mới nói rằng cái loài ngã quỷ này mới nói không được đâu, mà quý ngài đừng có vô, vì trên thân thể tôi là không có một cái mảnh vải để che thân. Thì những người mà trên cái chiếc thuyền đó mới nói chuyện đó chuyện nhỏ, chúng tôi đem y phục vô cho cô để mà cô mặc cô đó. Thì cái loài ngã quỷ này mới nói không được, do cái ác nghiệp của tôi là tôi không có được chim y, không có được y phục đó.
Thì cái đoàn thương buôn này mới hỏi vậy bây giờ phải làm sao. Thì cô ta mới nói rằng là bây giờ coi ở trong cái đoàn thương buôn của mấy ông á, có ai đã từng quy y Đức Phật, quy y giáo pháp, quy y tăng chúng rồi, thì các ông hãy cho người đó tắm rửa sạch sẽ, rồi ông lấy một cái bộ đồ mới, lấy một cái bộ đồ mới, rồi ông cúng dường cho cái vị đó, cái vị đó, rồi ông hồi hướng cho tôi, thì lập tức tôi sẽ hưởng được. Đó, thì quý vị thấy rằng ở trong đoàn thương buôn đó đó, cũng có ông thiện nam đã quy y, đã quy y Đức Phật rồi. Đó, thành ra đó, mọi người người ta cúng dường y phục đến ông ta. Thì vừa cúng dường xong là hồi hướng, vừa cúng dường xong là hồi hướng cho cái lò ngã quỷ đang ở trong cung điện này. Đó, thì quý vị thấy rằng là lập tức là cái hạng ngã quỷ này có cái bộ xiêm y mà bằng vải của chư thiên đàng hoàng, quý vị. Và bằng vải của chư thiên đàng hoàng đó, quý vị thấy ghê không? Đó, thành ra đó, lúc đó đó thì mọi người ở trong đoàn á, người ta rất là mừng. Thì cô lúc đó khi mà nói chuyện qua lại xong rồi đó, thì cái loài quỷ này đã dùng cái thần lực của mình đưa cái chiếc thuyền trở về ở trong đất liền. Có nghĩa là ở đây là một cái đảo hoang vắng, một cái đảo hoang sơ. Đó, thì cái loại ngã quỷ này đã dùng thần lực của mình để đưa cái chiếc thuyền trở về cái vùng đất liền đó. Và khi mà đó trước khi đi á, thì cái cô mà sanh ở trong cái lò ngã quỷ này á, mới nói rằng là khi các vị về đó, các vị nhớ cúng dường Đức Phật và các vị thánh tăng, cúng dường Đức Phật và các vị chư tăng, mà chư tăng trong thờ đó đó là coi như là các vị thánh tăng, rồi các vị hãy hồi hướng cái phước đó cho ta, chứ người ta chỉ có hưởng được cái phước này thôi, chứ ngoài ra những cái phước khác đó, không có hưởng được. Đó, thì quý vị thấy rằng đối với loài ngã quỷ, quý vị thấy rằng là người ta không có ăn được, mà người ta không có mặc được y phục giống mình, người ta không ăn được, không mặc được y phục giống mình, người ta phải nhờ đến cái năng lực mà cái người nào đó cúng dường đến chư tăng, hoặc là cúng dường đến cái người mà có tam quy, có tam quy thôi nha quý vị. Thành ra bút thăng sát ra năng gách cha mí sang khăn sát ra năng gách cha mí, những cái điều này nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta đọc lên á, là chúng ta biết là mình đi đến để nương tựa Đức Phật, đi đến để nương tựa giáo pháp, đi đến để nương tựa chư tăng. Đó, mà đi đến nương tựa là có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là mình hành theo Đức Phật, có những cái Đức Phật có hành theo 10, 30 pháp ba la mật thì mình cũng hành theo. Đó, thì tuy rằng ở trong đời này mình hành theo mình không có nhiều, không có đạt được cái gì hết, nhưng mà mình vẫn cố gắng mình hành theo. Đó, bây giờ quý vị thấy không? Khi mà quý vị ở phương xa không có chư tăng, không có chư tăng, thì mình làm phải làm sao? Phải làm sao? Thì y như ở trong bài kinh này, y như trong cái tích truyện này. Đó, chúng ta coi cái người nào mà luôn luôn mà chúng ta thấy rằng người ta có cái niềm tin với Đức Phật, với giáo pháp, với chư tăng. Có nghĩa là cái người này là có quy y, người này có một cái sự mà hiểu đúng đắn đàng hoàng. Có nghĩa là cái người này quý vị thấy rằng là coi như là bình thường sinh hoạt với nhau, bình thường qua lại với nhau, mình biết là cái người này là coi như là hãy mà làm theo, đã quy y Đức Phật rồi, thí dụ quy y Đức Phật rồi là không có bị nhem nhuốc. Có nghĩa là không có phải là hôm nay rồi quy y Đức Phật rồi ngày mai thấy bà đằng kia người ta bàn về ba cái chuyện mà Quan Âm rồi cái mình cũng nhảy theo, hoặc là ở đằng kia người ta bàn đến cái ông đạo nằm hay ông đạo gì rồi mình cũng chạy theo rồi này kia. Cái chuyện đó, cái tam quy đó không vững nha quý vị. Cái chuyện đó cái ta không có vững nha quý vị. Biết chúng tôi cũng có nhiều lúc quý vị biết rằng chúng tôi rất là
nó rất là buồn mà cái mà mình không có biết làm sao để mà được đó. Quý vị biết rằng có nhiều khi á, ví dụ như chùa từ gần đây có một cái chùa đó, có một cái chùa đó kêu chúng tôi là tổ chức người ta qua để mà người ta dự lễ. Tại vì thật sự ra cái vị trụ trì đó, đó người ta bỏ công sức ra, người ta trang hoàng trang trí chùa rất là đẹp, ngày lễ cũng như là rất là long trọng. Thì chúng tôi cũng hứa rồi quý vị, chúng tôi cũng hứa rồi, nhưng mà đến chừng á mà kêu những cái người đó người ta đi á, thì người ta trả lời thôi hôm nay mắc cúng bà rồi, mắc cúng bà rồi á, 3 năm mới đáo lễ lần đồ này kia, thành ra nó không có đi chùa gì hết đó. Thành ra lúc đó quý vị biết không, xe đã bao rồi, xe bao rồi quý vị biết không, em mình bao cái xe mà 45 chỗ ngồi á thì không ai đi hết, rồi có mình rồi mình phải tiền hết quý vị, chúng tôi phải móc tiền túi ra chúng tôi trả. Rồi chủ xe người ta nhìn, người ta cũng dở khóc dở cười, nó cũng không biết sao mà nói nữa. Đó giờ xe 45 chỗ rồi le que lên có 6-7 người rồi đi xe nó chạy qua. Rồi giờ quý vị thấy rằng chúng tôi trách ai giờ, trách ai giờ đó. Mà người ta nói là tại mấy mốt mà sư, mấy người mà người ta đi á, sư phải lấy tiền trước rồi này kia, chúng tôi nó rất rối quá. Thành ra nhiều khi đó, quý vị biết sao này, chúng tôi không có muốn tổ chức đi, không muốn tổ chức đi đâu đó. Đi đâu đi mình còn thấy mệt nữa. Đó mà mỗi lần mà tổ chức đó, thì gặp những cái chuyện này, mà gặp những cái chuyện này quý vị thấy không, có cái phần mình phải chịu hết, mình chịu hết đó. Đó mà hỏi người ta đi đâu nè, hôm nay người ta cũng bà thì cũng bà, bữa cũng bà bữa cũng ông đó. Thành ra đó chúng tôi nói á, quý vị thấy rằng ở trong bài kinh này nói rằng là coi mình có một cái người nào mà là đệ tử của Đức Phật không, là có nghĩa là một cái người nào mà có tam quy không, nó có tam quy, là cái người nào mà có tam quy, cái người mà chỉ có làm theo cái lời của Đức Phật dạy, đâu bậc chánh đẳng chánh giác dạy, làm theo cái lời dạy của ngài, học theo tăng của ngài, chứ không có hôm nay thì chạy qua bên đạo này, ngày mai chạy qua bên đạo kia, thì không có đủ tam quy, không có đúng tam quy. Cái người ta đó, chúng ta cứ nghĩ thôi, bên này thì mình cũng chạy theo bên này một chút, chạy theo bên kia một chút, và lỡ rồi nó chật bên này mà nó trúng bên kia đó, có nghĩa là giống như là lúc nào mình cũng đặt hai cửa vậy đó, đặt hai cửa, mình cứ sợ. Nhưng mà không ngờ do vậy mà chúng ta không có đắc được tâm nguyên, chúng ta không có đắc được tâm nguyên quý vị. Thành ra quý vị thấy không, chỉ có tâm nguyên, chỉ có tâm nguyên thôi mà mọi người người ta đem cái bộ y phục đó đến làm phước cho cái người mà có tâm quy đó, xong hồi hướng cho loài ngã quỷ này, mà quý vị thấy rằng ngay lập tức loài ngã quỷ đó có được y phục của chư thiên luôn, có y phục giống như là y phục của chư thiên vậy đó. Đó thành ra đó chúng ta thấy rằng là đối với cái chuyện mà nếu mà chúng ta không có chư tăng, chúng ta không có chư tăng, thì lúc đó đó chúng ta hướng tâm về cái người mà có tâm quy, cái người mà có tâm quy thì chúng ta làm phước cho cái người đó, chúng ta sẽ hồi hướng được cho cái loài ngã quỷ, hoặc là chúng ta cũng có cái phước cho bản thân của chúng ta nữa đó. Chúng ta phải đọc kinh á, là quý vị thấy rằng á, mình đọc, chúng tôi á, tại sao mà chúng tôi nhấn mạnh cái chỗ này, chúng tôi nhấn mạnh cái chỗ này là để cố ý cho quý vị nghe, quý vị nhớ, để đến lúc nào mà quý vị cần, mà lúc đó không có chư tăng á, mình biết cách mình xoay sở. Thành ra chúng tôi đọc đi đọc lại, giảng đi giảng lại cho quý vị nghe, nhấn mạnh chỗ này với mục đích là làm cho quý vị nhớ. Để chứ thật sự ra những cái câu chuyện này chúng tôi nghĩ rằng là có người đã từng đọc qua rồi, có người đã từng nghe rồi, nhưng mà người ta không có niềm tin. Vì không có niềm tin người ta, nên người ta không có suy nghĩ đến cái chuyện đó. Rồi khi mà đụng chuyện á, rồi chạy tới chạy lui không có biết cái cách nào hết. Có những người ta nói hay đó quý vị, có những người ta nói hay, ôi tôi không có tin,
tôi không có tin vô cái sự cầu siêu, tôi không có tin vô cái sự hồi hướng phước đồ này kia đó, thì nói thì hay nhưng mà mai mốt đi, sau này đến cái lúc mà cận tử nghiệp đến đi rồi mới biết, là cận tử nghiệp đến rồi lúc đó chúng ta mới biết, mới biết đắng biết cay. Những người nào mà đêm đã nằm sốt ở trên giường rồi tâm tư bị hoảng loạn, là đủ thứ chuyện đến, thì những người đó cảm giác được là cái cận kề với cái chết, là nó đến với mình hoảng hốt như thế nào. Cái những cái đêm mà chúng ta nằm mà chúng ta sốt cao ở trên cái một cái chiếc giường đó, là những cái đó nó chỉ là một phần của 100, 1000 đối với cái sự chết. Đó, quý vị thấy tâm tư mình nó đã bắn loạn rồi ha, mà còn đến cái lúc mà gần chết thì mình không biết được, là mình không biết được mình hoảng sợ đến nỗi nào đi. Chúng tôi nghe những người ta nói rất là mạnh, bây giờ mình phải lo mình tu, chứ lúc đó ai mà cầu siêu cho mình, ai mà tụng kinh trợ niệm cho mình, ai mà đủ thứ hết, nói coi như là rất là mạnh. Để coi là lúc nếu mà anh đến cái lúc mà cần tự nghiệp, mà anh chánh niệm tỉnh giác, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp được, thì phải nói rằng rất là ok, chắc chắn là cảnh giới của anh sẽ được tốt. Nhưng mà nếu mà lúc đó anh không có thân thọ tâm pháp gì nữa hết, lúc đó mà rung lẩy bẩy thì coi chừng rồi lúc đó mình nhớ đến những lời mà mình đã từng tuyên bố, đến cái chuyện mà hộ niệm cầu siêu rồi hồi hướng phước rồi đó, mình nhớ tới những cái lời mà mình đã từng tuyên bố, giống như là một bậc mà sư tử vương là coi chừng, là lúc đó mình nhớ đến những cái lời đó. À, mình sẽ bị hối hận hơn nữa, mà đã hoảng sợ rồi nó sẽ còn hối hận hơn nữa. Thật ra đó quý vị biết á, chúng tôi á, đi tụng kinh cho cái người mà người ta hấp hối, chúng tôi đi tụng kinh cho những người đó, chứ chúng tôi nghĩ đến nay nó cũng hơn 100 người, chúng tôi chưa có thấy người nào mà bình tĩnh, không có thấy người nào mà bình tĩnh. Có nghĩa là trong cái lúc đó người ta rất là lo sợ, là những người mà bình thường á, còn những người mà lúc mà bệnh hoạn á, nó giặt giả đó, thì nó còn ghê hơn nữa. Đó, thành ra đó, trở lại với cái câu chuyện của cái con quỷ mà đầu hối này đó, là quý vị thấy rằng là mình nói là con quỷ đầu hối nghĩa là thật sự đã ở trong như vậy. Người là do cái nghiệp trộm cắp, là do cái nghiệp trộm cắp mà phải sanh là làm một cái loài ma mà bị hối độc đó, rồi do cái phước mà cúng dường, là do cái phước mà cúng dường cho các vị chư tăng, mà trong đó là những vị thánh tăng không, mà cúng dường cái chiếc bánh mặt, thành ra nó mọc lên cái mái tóc, mà cái mái tóc rất là đẹp, óng ánh, cái mái tóc rất là đẹp, và cái ở trong một cái tòa lâu đài rất là cao lớn, rất là long trọng. Đó là do cái sự cúng dường, còn do cái nghiệp trộm cắp đó mà thành ra là phải chịu cái kiếp làm con ma, loài quỷ mà ở ngoài một cái quan đảo xa quý vị đó. Thành ra quý vị thấy rằng nghiệp trắng quả trắng, nghiệp đen cho quả đen đó, chúng ta thấy rõ ràng. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái nghiệp sát sanh nó cũng hớn, mà đối với cái nghiệp trộm cắp nó cũng hớn. Thật sự ra mình không có bao giờ, quý vị thấy rằng không, cái vị tiểu thư này đâu có bao giờ mà nghĩ đến mình trộm cắp đâu quý vị. Khi mà sống ở trong cung đó, mình là tiểu thơ đến nỗi cái đầu mình còn có người gọi cho mình, mà cái đầu mình mà còn có người gọi cho mình thì làm gì mà mình đến cái nỗi mà mình ăn cắp một cái bộ đồ để mặc quý vị đó. Nhưng mà
cái số vận nó không có được may mắn, là cái số vận của mình nó không có may mắn, mình bị cái người làm ở trong nhà mình hại mình, là để cho mà từ một cái mái tóc rất là đẹp mà giờ trở thành giống như cái bóng đèn, nó láng giống như một cái bóng đèn, như bóng đèn tròn á, rồi mắc cỡ mặc cảm, phải đi về quê ở. Về quê ở thì thiếu thốn, là thiếu thốn đến cái việc thiếu thốn đến rồi con bộ đồ nhìn cũng ham, bộ đồ của mấy ông say rượu, mấy ông uống, mấy ông dục, mấy ông dắt ở đó là cũng ham, rồi trộm cắp của ổng đó. Rồi sau này có làm ăn buôn bán có tiền, cũng có tiền chút đỉnh, rồi cũng làm những cái chiếc bánh nó ngon, mà nó có màu sắc nó cũng đẹp, rồi đem cúng dường cho các vị sư, mà trong đó là các vị thánh tăng, rồi lấy cái phước, nhờ cái phước đó rồi sanh lại làm cái lỗi, cũng có cái mái tóc nó đẹp nhưng mà không có y phục đó. Quý vị thấy không, cái nghiệp nó vận hành như vậy đó, không có thể nào mà mình, cái nghiệp nó vận hành như vậy đó, mình không thể nào mình biết được, mình không thể nào mà mình không biết được, mình không thể nào mà mình lường trước được. Quý vị, một tiểu thư mà một tiểu thư mà quý vị thấy rằng cái đầu của mình mà còn có người gọi cho mình đã không đó, nhưng mà cuối cùng cuối đời thì sao, bị hại, bị chính cái người làm của mình hại, chính cái người làm của mình hại mình, mà mình mất đi cái mái tóc của mình, thành cái đầu thành bóng đèn luôn đó. Rồi sau này phải đi về quê ở, rồi buôn bán ba cái ép mấy cái dầu mè pha vô làm rượu đồ bán này kia đó, rồi cũng bạo phước trở lại, rồi cũng rồi lúc đó quý vị nghĩ cái chuyện đó là chuyện bình thường, cái chuyện bình thường mà quý vị, mình cuộc đời mình lên voi xuống chó, cái chuyện bình thường. Rồi khi mà về quê thì quý vị thấy rằng là coi như buôn bán vậy làm sao mà đủ ăn, rồi nó cũng thiếu tới hụt lui đồ này kia, rồi sanh ra trộm cắp, mà trộm cắp cũng gì, thì giờ có mấy ông uống rượu vô, mấy ông uống say, ông giục đồ tùm lum, ăn cắp đồ của mấy ông thôi đó. Rồi do cái nghiệp đó thành ra đẩy xuống, sanh làm loài ngạ quỷ. Nhưng mà cộng có được cái nghiệp mà cúng dường các vị sư, thành ra sanh làm loài ngạ quỷ mà có cái tòa lâu đài, có cái mái tóc đẹp như vậy. Rồi khi mà hết hai cái nghiệp đó rồi á, nó khổ cái là cũng sanh xuống địa ngục nữa, cũng sanh xuống địa ngục nữa, nhưng mà nhờ cái đòn thương buôn, quý vị, nhờ cái đòn thương buôn, loài ngã quỷ này đã nói với đòn thương buôn khi mà trở về đất liền gặp Đức Phật và Chư Tăng, hãy cúng dường cơm nước y phục rồi hồi hướng cho loài ngã quỷ ở ngoài quan đảo này. Chỉ có cái phước này mới làm cho những cái chúng sanh này thoát khỏi cái khổ cảnh thôi, thoát khỏi cái khổ cảnh thôi. Đó thì đoàn thương buôn đã nhận lời và cũng đã làm như vậy, nên lồi ngã quỷ này đã ngăn chặn được cái ác nghiệp đó. Đó, thành ra quý vị thấy rằng là đối với những cái điều không nên làm là sát sanh và trộm cắp, mà chúng tôi cố gắng, chúng tôi giảng kỹ cho quý vị nghe để làm chi? Để chúng ta biết rằng là hiện giờ chúng ta không có cơ hội mà sát sanh, không có cơ hội trộm cắp đâu. Hiện giờ mình không có cơ hội đó đâu. Là tại sao? Tại vì mình sanh trong một cái môi trường nó đàng hoàng, mình sanh trong một cái môi trường nó tốt đó, nhưng mà không biết được là cái nghiệp lực nó đưa đẩy, sau này mình gặp một cái người chồng, hay gặp một người mẹ chồng, hay là mình gặp một người vợ, hay là gặp một người mẹ vợ thích ăn những cái món ăn, những cái món ăn còn tươi sống, con cá mà nó đang còn bơ lội ở dưới nước, bắt về làm cho tao ăn đó. Mình gì lỡ rồi, lỡ mới vừa lên thiền hoa rồi về nhà chồng rồi, hoặc là mới vừa cưới được một cái cô vợ rất là đẹp, rồi bây giờ tao phải nghe lời má vợ, phải làm cho cả nhà ăn đó. Từ vợ tới chồng, từ chồng tới vợ, mình đâu có biết được. Hồi xưa mình ăn uống là có người làm sẵn, có người dâng lên mình ăn, thì mình đâu có phạm cái gì mà sát sanh với trộm cắp đó. Nhưng mà do
do cái nghiệp lực nó đưa đẩy mình đi theo chồng hoặc theo vợ về có cuộc sống khác đó, rồi nó xảy ra cái chuyện này chuyện kia. Đối với vị thấy ở bên Việt Nam nó cũng có cái trường hợp đang đăng báo sùm đó, cô đó 19 tuổi thôi, 19 tuổi đẹp đẽ, rồi lấy chồng là một anh chàng võ sư, võ sư trẻ, rồi không ngờ về đẻ ra hai đứa con võ sư, không có ai để mà làm, không có ai để mà đánh nó, thành ra vợ chỉ có bưng cái tivi từ ở phòng khách vô phòng ngủ cho con trai để mà vừa coi vừa làm bài thôi, vậy mà phải ăn mấy trận đòn nhừ tử, ăn mấy trận đòn nhừ tử vậy đó, bị đánh, bị đá, bị đập đủ thứ. Thành ra quý vị thấy rằng cái cuộc đời này không ai nói trước được hết, không ai nói trước được hết. Chúng ta giống như là cái con thuyền mà nó không bến gì đó quý vị, ngày nào mà chúng ta có tu tập tí xíu thì nó được cái hình như là cái bánh lái nó đẩy, nó cũng như là nó có cái hướng đi, còn ngày nào mà chúng ta không có tu thì chúng ta quên á, chúng ta chạy theo công việc đó thì giống như cái chiếc thuyền mà nó không có bánh lái gì đó, nó rất là nguy hiểm đó, cái mình không thể nào nói trước được đó. Không có ai mà nghĩ rằng là mình sau này mà mình làm gì mà tới cái chuyện mà mình đi ăn cắp bộ đồ, có ai mà nghĩ cái chuyện đó không? Không có ai nghĩ cái chuyện đó. Đối với quý vị cũng vậy, mà chúng tôi cũng vậy, không có khi nào mà chúng tôi nghĩ rằng là bây giờ mà mình tu hành mà mình đi ăn cắp bộ y hết á, không bao giờ mà mình nghĩ mình đi tu hành mà mình đi ăn cắp bộ y của ai hết quý vị, tại vì y áo nó nhiều quý vị. Nhưng mà chưa biết lỡ sau này, bây giờ là chúng tôi thí dụ như là chúng tôi bốn mấy tuổi, lỡ sau này mười mấy năm nữa già cái nó cà lẫn rồi á, Phật tử ai nhìn ta cũng ghét, rồi mấy sư ở trong chùa nhìn cũng ưa. Hồi xưa ông vậy thì ông cũng hân hoan rồi, thành ra giờ ông già rồi ông lụm cụm rồi, ông ráng ông chịu đi, ông có y mặt kệ ông đó. Rồi lúc đó rồi không biết là bằng đủ minh mẫn để mà mình giữ giới không, hay là mình thấy ai mà để hở cái bộ y nào đẹp đẹp cái mình lén lén mình rút đi đó. Thành ra quý vị biết rằng không có thể nào mà chỉ có cái sự chánh niệm tỉnh giác của mình có. Ví dụ như mình già thì thiệt, nhưng mình có chánh niệm tỉnh giác, có một cái sự minh mẫn tí xíu kêu cô Nguyên Nhân ơi, cúng dường tôi bộ ý đó. Thành ra cái vấn đề đó quý vị biết rằng chúng tôi nhấn mạnh chỗ này, nói đi nói lại chỗ này, quý vị thấy rằng là những người mà chúng tôi vừa kể quý vị nghe không bao giờ mà ngờ rằng trong cái ngày cuối đời của mình mà mình phải đi trộm những bộ y phục đó, trong những ngày cuối đời mình mà mình phải đi làm cái chuyện sát sanh đó, thì nó cũng giống như mình quý vị, giống như mình là bây giờ là mình đang đương thờ, mình đang sống trong một môi trường rất là lành mạnh, thì không bao giờ mà mình nghĩ rằng là mình đi ăn cắp một cái đôi guốc của ai hoặc là một cái bộ đồ của ai hết. Nhưng mà không khéo nghiệp lực nó đưa đẩy, nghiệp lực nó đưa đẩy mình là mình sẽ bị vướng vào những cái điều này đó. Thành ra chúng ta luôn luôn có cái tâm nguyện là mình phải quyết lòng là mình giữ giới, mà kèm theo cái sự tu tập nữa thì mình mới có cái sự chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ thì đã quá với thời gian rồi, nên chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng này với cái phần phước mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam chính nữ, mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thát Bà, Ngã Quỷ, Atula, những chúng sanh Dạ So, những chúng sanh Phước Mạch, Phước Mai, chư Thú Diêm Vương, mong các ngài hưởng được cái phước này để được an lạc lâu dài. Nam Mô Bụt Thà Giá. Nam Mô Bụt Thà Giá. Nam Mô Tham Mà Giá. Nam Mô Sằng Khà Giá. Dạ con xin kính thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính đã dạy cho chúng con bài học rất là thâm thúy cho buổi ngày hôm nay. Dạ bạch sư, như nghe lời sư dạy đó
như có một cái thắc mắc á, là bình thường á, khi mà mình chê cái người khác chuyện gì, chẳng hạn như là một cái người ăn trộm đi, thì không có bao giờ mà chê cái người khác là ăn cắp đồ. Một cái người mà nhiều chuyện thì sẽ không bao giờ chê cái người khác nhiều chuyện. Một cái người á mà giống như không bao giờ ăn dụng thì thích, mà giống như cái người đó ghét cái người khác rất là ăn dụng vậy đó. Như vậy có phải là trong tiềm thức của mỗi con người mình á, khi mà mình chê một cái người ta một cái chuyện gì đó, có phải là mình tự động thỏa mãn là mình là cái người không phạm cái điều đó, có phải không vậy Bạch Sư? Giống như một mà không bao giờ giống như đi hồi đó tụi con đi học á, thì hay kêu là nhìn bài của người khác đi, thì cái người mà ghét những cái chuyện đó thì tự nhiên trong thâm tâm người ta nghĩ là người ta không có giờ copy bài của bạn hết. Nhưng mà nếu mà cái dòng nghiệp lực giống như sư dạy nó cứ còn á, lúc này mình hơn lúc kia, mình xuống mình lên mình xuống như một cái dòng luân hồi vậy đó, thì nếu mà mình làm như vậy á, thì rất có thể là mình gieo một cái nhân gì đó, hoặc là tự với cái ngã mạn của mình, hoặc là một cái gì đó, thành ra con được nhiều chư tăng dạy là không được nên phán xét của người khác gì chuyện gì hết. Tự nhiên phải là cái bậc đại trí mà mình cũng không có thể biết cái nghiệp lực người ta ở chỗ nào. Thì con quay trở lại câu hỏi là giống như một cái người ăn trộm thì không bao giờ chê người khác ăn trộm hết, tự người ta cùng thuyền với mình rồi. Nhưng mà chỉ có người nào mà chê người khác ăn trộm rồi ghét cái tật ăn cắp của cái thằng đó đó Bạch Sư, thì có phải là từ cái ngã mạn mình dạy như vậy không Bạch Sư? Dạ con xin chân đích lại cho sư để sư giải thích cho nguyên hiểu thêm về vấn đề đó ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Qua cái câu hỏi của Phật tử Nguyên Như thì chúng tôi trước tiên chúng tôi nói về đối với cái cuộc đời của mình thì là coi như là Đức Phật ở trong cái chúng sanh, chúng sanh trong cái thế gian này có một cái điều là học thì học cái lời của Đức Phật dạy, nhưng mà hành theo thì không có hành theo cái lời của Đức Phật dạy. Bằng cái ý nghĩa nào mà chúng tôi nói về cái câu này, thí dụ như quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cái gì? Dạy coi ở trong tâm ta có tham không, trong tâm ta có sân không, trong tâm ta có si không, đó, trong tâm ta có tà kiến không. Có nghĩa là mình rội kiến, mình coi cái mặt của mình nó có dính cái gì không, nó có dính chùi son đồ kỹ chưa, chùi phấn đồ kỹ chưa, hay là nãy mình dưới bếp lên mình coi kiến là coi mình dính lọ nghẹ còn dính không. Nhưng mà thật ra là coi như là mình luôn luôn đi nhìn mọi người, mình cầm cái kiến mình đi sâu người ta không à, chứ mình không có sâu cho mình. Có nghĩa là Đức Phật dạy là mình phải soi rọi cái tâm của mình, mà mình đi soi rọi coi tâm ông kia bà nọ, ông này không biết còn tham tu lâu hơn mình nhiều rồi, không biết cũng còn tham còn sân không. Đó là cái phinh hướng của chúng sanh, là cái phinh hướng của chúng sanh là thường thường là như vậy. Chỉ có lúc nào mà mình công việc của mình nó mệt quá rồi, trách nhiệm công việc rồi này kia, nói chung là cái đó là như là mình bị cái đó. Thành ra bây giờ mình thấy có nhiều người ở bên nước ngoài chúng tôi biết là vừa bán nhà hàng rồi vừa phải phục vụ chồng, phục vụ con rồi tùm lum hết á. Thành ra chị biết không, cái bà đó bà không có biết ai là ai hết á, bà chỉ biết làm rồi cúng nhường. Sao vậy cô? Lên sư trưởng coi hỏi coi ở trên đó sư trưởng đang thức hay đang làm gì? Bởi vì tại vì sư trưởng mặt tả đó. Kêu tụi nó hỏi nhí, kêu nhí lên dạ. Chờ sư chút nha, chút là sư chạy qua. Chúng tôi trở lại cái vấn đề tôi đang nói cho quý vị. Đó có nghĩa là mình rất là quý vị biết rằng có những người coi như là cái đầu tắt mặt tối, người ta có nhiều công việc quá, mình ra người ta không có biết những người xung quanh của mình là tham hay sân hay là gì hết, nói chung là như là người ta cũng không có để ý đến đó. Thì cái trường hợp thứ nhất là mình không có quan tâm đến mọi người. Thứ hai là cái trường hợp là mình tu đúng pháp, mình tu đúng pháp có nghĩa là mình
Do cái sự mà mình cứ chuyên tâm mình tu tập, mình chú tâm vào cái sự tu tập của mình, nên mà mình không có nhìn ngó cái người ở bên ngoài đó. Còn một điều nữa mà Phật tử Nguyên Như nói đó, thì thật sự ra đó, quý vị biết không, chúng tôi gặp những cái trường hợp đó rất là nhiều. Cái người mà đồng thiền đồng hội đó, thì người ta lúc đó người ta coi là họ là tri kỷ. Đồng thiền đồng hội người ta coi là tri kỷ. Ví dụ như quý vị thấy không, mấy cái người mà người ta ưa mà nói chuyện người này chuyện người kia đó, là người ta sống lại với nhau, là coi như là ta sống lại với nhau, là bắt đầu là người ta nói hai người đó sẽ nói về một người nào đó, hoặc là hai người đó sẽ nói về nhóm người nào đó, là người ta rất là phái nói đó. Nhưng mà hai người đó người ta không nhận ra là người ta đang rảnh, hai người đó người ta không bao giờ người ta nhận ra người đang quá rảnh rỗi mà người ta sanh ra cái nông nổi này. Thay vì mình quá rảnh rỗi, hai người này quá rảnh rỗi, thì bây giờ người ta đi làm cái công chuyện gì đó, người ta đi làm cái công chuyện gì đó, giờ đi lụm rác cho người ta cũng được đó, thì không bao giờ họ nhận ra đó. Thành ra họ cảm thấy là hai người nó rất là đồng tâm mà hợp ý với nhau. Đồng tâm hợp ý với nhau thì thường thường là người ta bị chi phối vào cái điều đó. Rồi cái điều thứ hai nữa là sao quý vị biết không? Khi mà hết người để nói xấu á, chúng tôi bảo đảm hai người đó tự nói xấu với nhau, có nghĩa là tự quỷ đó. Người ta là coi như là người ta là tự giác tha, chứ mình là coi như là tự mình kết vô rồi tự mình quỷ với nhau luôn. Cái điều này đó quý vị, chúng tôi bảo đảm với quý vị, quý vị thấy thường thường mấy cái người nào mà cứ chụm lại mà đi nói người này người kia đó, là coi như là lúc mà giống như là quý vị thấy rằng á, những cái băng đảng mà khi mà tốt giết đồ này kia rồi, quý vị thấy không, riết là không còn đối thủ rồi, tự cái băng đảng nó quỷ diệt với nhau luôn. Là tại sao? Là tại vì á, là ăn chia không đồng điều rồi, hoặc là cư xử không có đàng hoàng rồi, cái băng đảng đó là tự quỷ nhau luôn đó. Chứ quý vị nghĩ đi, những cái vụ án ở trên thế giới này làm sao ta điều tra được, là chỉ có những cái băng đảng đó người ta do giành ăn hoặc là giành quyền giành cái gì đó, thành ra mới bị bể ra thôi, bị bể vụ ra thôi đó. Thì cũng vậy, đối với cái đó là một cái chuyện lớn. Còn một cái chuyện nhỏ là thí dụ như những cái chuyện xung quanh đời sống của mình, những người mà người ta kết hợp lại, người ta nói xấu hai cái người đó, ba người đó, người ta kết hợp lại, người ta nói xấu một cái nhóm nào đó, nói xấu một cái tập thể nào đó, rồi bây giờ riết rồi á, coi như là tối ngày mình cứ chuyên về cái chuyện đó mà quý vị. Thì khi mà hết đối tượng rồi thì sao? Thì tự mình ở trong nhóm của mình sẽ tự hủy mình, có nghĩa là tự xấu mình này kia luôn. Quý vị, chúng tôi nói cho quý vị nghe cái điều này chắc chắn là nó xảy ra như vậy, cái cuối cùng là nó chỉ có như vậy thôi đó. Rồi đó là cái ý của chúng tôi trả lời cái câu hỏi của Tử Nguyên Như đã nêu lên đó. Bây giờ thì xin gỡ mic lại. Sa thú bạch sư. Dạ con kính thay mặt đạo tràng kính tri ân sư. Dạ con biết sư rất là bận. Dạ bây giờ chắc sư cũng mận phải lên sư trưởng rồi. Dạ sa thú sư. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, Nguyên Như xin kính thỉnh sư thanh tâm thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối ngày hôm nay. Dạ con được âm thanh của Như không bạch sư. Con xin kính thỉnh sư thanh tâm ạ. Dạ Nguyên Như không thấy tín hiệu của sư thanh tâm. Nếu như vậy thì bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như có thể lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta sanh ti vi hà ra hoa si ni thụ bê kha rê bô thi kha rê ta hình
ta tham đa nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình ca vô xa ra mi ca đa na pa ti upa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hòa răng ba tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa măng vô hòa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu sang tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba vui di tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng quá tám mê buồn nhằn à sa quắc khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyên Như xin trân trọng kính mời quý vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên ngày mai vào tối ngày thứ 5 và cũng là sáng ngày thứ 6 là sẽ là ngày do sư Quy Niệm phụ trách giảng về kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.